Xin chào tất cả các bạn, mình là Phùng Minh Nhật, năm nay mình 8 tuổi. Hôm nay mình muốn review cho các bạn xem quán trà sữa Soi Ơ Ti, địa chỉ tại chợ Cổ Điển, xã Hải Bối, huyện Đông Anh, Hà Nội. Quán nằm ở ngay mặt đường chợ nên rất dễ tìm. Ngay từ khi bước vào, mình cảm thấy căn phòng khá là ấm áp vì được trang trí rất nhiều đèn, mặc dù không gian mình đánh giá khá là hẹp. Có hai chị nhân viên phục vụ trong quán rất trẻ trung. Hi hi. Bình thường mình hay gọi đồ uống xong đi thẳng lên tầng 2 để ngồi uống trà sữa, tha hồ thoải mái ngắm cảnh bên dưới. Vì vậy mình và em mình định đi lên tầng 2 luôn. Tuy nhiên do hôm nay là thứ bảy nên khá đông, buổi tối mọi người thường ăn cơm xong đi uống trà sữa nên đa phần quán nào cũng đông. Vì thế tầng 2 hết chỗ rồi, mình và em mình đã chọn ngồi ở dưới tầng 1 để ngồi thưởng thức. Ở ngay chân cầu thang cũng có để bàn, hai bàn uống trà sữa, bàn ghế và tường được trang trí rất là bắt mắt, rất phù hợp để chi nha các bạn. Nói chung thì mình đánh giá trang trí khá là đẹp, mình đã từng đi nhiều quán trà sữa ở quanh khu vực này. Tuy nhiên quán Soi Ơ Ti có phong cách trang trí mang lại cảm giác rất ấm áp, gần gũi khiến mọi người đến đây cảm thấy dễ chịu và thư thái. Mình có gọi một ly trà sữa Việt Quất và một ly trà bí đao, thêm một đĩa hướng dương nữa. Mẹ mình thèm hướng dương nên gọi hẳn một gói. Tuy nhiên mình ăn luôn một nửa gói của mẹ rồi. Trà sữa ra rồi này các bạn. Trà sữa Việt Quất khá là ngon, không quá ngọt, được cho rất nhiều trân châu. Mình thích hương vị Việt Quất nên mình chọn loại này. Thi thoảng mình cũng chọn các vị khác, nhưng dù sao mình vẫn thích mùi Việt Quất hơn. Khá là thơm, mình chấm 10 trên 10 điểm. Còn trà bí đao, mình đánh giá cũng khá ngon, có thạch đen và thêm hạt chia nữa. Tuy nhiên hương vị mình không thích lắm vì hơi ngọt. Mình không thích quá ngọt, ai mà thích uống ngọt thì hợp nha. Mùa này uống trà bí đao thì tha hồ mát. Mình đánh giá 8 trên 10 điểm. Nói chung là ngon nha các bạn. Các bạn nên đến thử nha. Giá cả thì mặt bằng chung của các quán rồi. Hai ly của mình là 45k. Cuối tuần được mẹ cho đi uống trà sữa còn gì bằng. Mình và em mình tha hồ nghịch tung tăng luôn. Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ nha. Nhớ like và ấn nút chuông để ủng hộ mình nhé. Mình cảm ơn các bạn nhiều.